Bây giờ mình có một cái đề bài, đó là nhập vào đa thức, nhập vào hai đa thức rồi tính, tổng hiệu tích thương của hai đa thức đó. Kết quả trả ra về là một đa thức mới. Yêu cầu á, yêu cầu là phải xuất ra đầy đủ định dạng, của một đa thức. Rồi ví dụ như là, đa thức là tụi em còn biết biết đa thức có cái dạng gì không? Đa thức có dạng là A0 nhân cho x mũ 0 cộng A1 nhân x mũ 1 cộng A2 nhân cho x mũ 2 cộng vân 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 cộng AN nhân cho x mũ N. Được chưa? Đa thức nó có dạng như thế này. Rồi, vậy thì yêu cầu á là nhập vào, tức là mình sẽ biết là dữ liệu trong đa thức sẽ có, đầu tiên đó là số bậc cao nhất của đa thức, tức là N. Được chưa? Và dữ liệu thứ hai là danh sách các hệ số, của đa thức từ A0 cho đến AN. Được chưa? Rồi, và yêu cầu đó là, phải xuất ra theo đúng định dạng. Tức là ví dụ đa thức 1, là tụi em nhập vào là 1 cộng 2 mũ 2 nhân cho x mũ 1 cộng 3 nhân cho x mũ 2, đúng không? 1 cộng 2 x mũ 1 cộng 3 x mũ 2. Rồi, đa thức 2 tụi em nhập vào là 4 cộng 5 nhân cho x mũ 1 cộng 6 nhân x mũ 2 cộng 7 nhân cho x mũ 3. Thì suy ra đa thức 1 cộng đa thức 2 sẽ bằng cái gì? 5 cộng 7 nhân x mũ 1 cộng 9 nhân x mũ 2 cộng 7 nhân x mũ 3. Đó là cộng. Còn cái trừ thì sao? Đa thức 1 trừ đi đa thức 2 sẽ bằng trừ 3 trừ cho 3 nhân x mũ 1 trừ 3 nhân x mũ 2 trừ 7 nhân cho x mũ 3. Rồi, đa thức 1 nhân đa thức 2 coi. Rồi, em tụi em nhắc tay giùm anh hai đa thức nhân với nhau ra như nào. Đó, để tính nhanh mà. Hai đa thức nhân với nhau sao? Ví dụ như là 1 cộng 2 x mũ 1 2x cộng 3x bình nhân cho 4 cộng 5x cộng 6x bình cộng 7x mũ 3, đúng không? Đầu tiên nhân vô 1 nhân vô nó sẽ ra là 4 cộng 5x cộng 6x bình cộng 7 mũ 3. Sau đó bắt đầu cộng cho, thằng này nhân vô là nhiêu? 8x cộng cho 10x bình cộng 12x mũ 3 cộng cho 14x mũ 4. Bắt đầu cộng vô, thằng này nhân vô là 12x bình phương cộng 15x mũ 3 cộng 18x mũ 4 cộng cho 21x mũ 5. Bắt đầu nhóm lại, đầu tiên là 4. Rồi bắt đầu đến x mũ 1 gồm những thằng nào? 5 nè, 8 là 13. 13 rồi cộng với 13x mũ 1 cộng với mũ 2 là 6, 10. 12, 6 với 10 là 12, 6 với 10 là 16, 16 với 12 nữa là 28. 28x bình và mũ 3 là 7. 7 với 12 nó là 19. 19 với 15 nó là 34. Cộng với 34x mũ 2, x mũ 3. Rồi mũ 4 là nhiêu? 14. Cộng với 18 nó là 32. Cộng với 32x mũ 4 cộng với 21x mũ 5. Được chưa? Đây là kết quả của nó nè.
đó là 4 cộng với 13 nhân x mũ 1 cộng với 28 nhân x mũ 2 cộng 34 nhân x mũ 3 cộng 32 nhân x mũ 4 cộng 21 nhân cho x mũ 5. Đó, rồi. Còn chia thì tụi em tự tính ha. Đa thức 1 chia đa thức 2. Tự nháp đi. Đó, rồi bây giờ mình phải xuất ra cái dạng giống như vậy luôn nha, chứ không phải là tụi em đưa ít vào tính ra kết quả. Cái việc tính ra kết quả đó là tụi em đang tính ra kết quả rồi. Còn bây giờ anh đang làm một cái chương trình đó là mô phỏng cái tính năng của hai đa thức cộng trừ nhân chia với nhau. Thành ra tụi em mới xuất ra được cái định dạng giống như vậy luôn. Được chưa? Xuất ra cái định dạng giống như vậy luôn. Thì bây giờ anh tạo là mẫu cho một cái thế này. Rồi bây giờ anh làm mẫu cho cái nhập xuất đa thức ha. Giờ anh làm mẫu cho cái nhập xuất đa thức được không? Lên coi luôn đi. Xuất đa thức. Giờ anh làm mẫu cho cái nhập xuất nè. Nhập xuất gồm có gì? Có cái in n đúng không? Là số bậc. Số bậc cao nhất của đa thức. Sau đó anh có một cái mảng, từng cái hệ số bên trong có hệ số thực và là plot sao hệ số. Ở đây anh dùng con trỏ, tức là mảng danh sách các hệ số, được không? Rồi tụi em có thể dùng vector ha, hyperdef trước, dùng vector cũng được, trước đa thức. Rồi giờ anh có cái hàm gọi là void nhập đa thức nè. Nhập đa thức thì giờ anh cho nó là một con trỏ. Nhập đa thức anh cho nó là một con trỏ, được không? Chưa? Rồi. Cái việc cấp phát cho đa thức anh sẽ cấp phát với hàm main ha. Được chưa? Còn nếu tụi em thích cấp phát với này thì tụi em cứ để dấu vài vô là được. Rồi anh thích cấp phát với hàm main. Rồi. Đầu tiên anh sẽ nhập vào cái số bậc. Số bậc của nó thì số bậc tại nhất là bậc bao nhiêu? Bậc 1. Tức là x mũ 1, tại nhất là x mũ 1 nó chính là đơn thức. Vậy tức là cái x trỏ tới cái hệ số nó mà nhỏ hơn 1 sẽ bị nhập lại. Ủa, số bậc cái hệ số. Số bậc chứ, x trỏ tới n. Trỏ tới n mà nhỏ hơn 1 là sẽ bị nhập lại, tại vì tối thiểu nó phải là lớn hơn hoặc bằng 1, được chưa? Cout nhập vào số bậc của đa thức. Rồi, cin x trỏ đến n. Rồi. Nếu mà x trỏ tới n mà nhỏ hơn 1 thì nó sẽ báo lỗi. Báo lỗi ở đây. Số bậc của đa thức phải lớn hơn bằng 1, xin kiểm tra lại. Đó, rồi. Sau khi có số bậc rồi thì em nhớ không? Ví dụ như nhập bậc vào 3 thì nó chạy từ A0 đến A3. Đúng không? Nhập bậc là 3 tức là nó sẽ có chạy từ A0 đến A3. Vậy thì tức là cái bộ nhớ của nó chính là sao? Ví dụ như anh nhập n là 3 thì nó tạo ra một cái mảng mấy phần tử. 4 phần tử. Vậy tức là phải cấp phát bộ nhớ x trỏ tới hệ số bằng new plus x trỏ tới n cộng với 1. Đúng không? Tại vì chính là 4 phần tử mà. N cộng 1, ví dụ nhập n là 3 thì nó tạo ra mảng 4 phần tử, danh sách 4 phần tử, rồi mới bắt đầu cộng lại. Rồi bắt đầu chạy từ for in y bằng 0, y nhỏ hơn hoặc bằng x trỏ đến n luôn. Nhỏ hơn hoặc bằng luôn. Tại vì nhập 3 tức là chạy từ 0 cho đến 3 luôn. Rồi y cộng cộng. Bắt đầu cout nhập vào hệ số, nhập vào hệ số thứ y là bắt đầu cin x trở tới hệ số y, được chưa? Đây là anh mới nhập xong cái đa thức, anh mới làm xong cái hàm nhập đa thức. Giờ anh viết một hàm xuất đa thức rồi. Xuất đa thức. Đa thức sao x. Rồi. Đa thức xuất ra thì bây giờ anh để cho nó chạy từ 0 cho đến nhỏ hơn x trỏ đến n cái đã, y cộng cộng. Rồi bắt đầu là anh chi out ra cái x trỏ tới cái hệ số thứ y. Bắt đầu nhân cho x mũ y. Nhân cho x mũ y. Rồi. X mũ y bắt đầu tiếp tục cộng với cái gì đó. Ở cuối cùng này anh sẽ cho, tại vì ở đây vướng dấu cộng mà, cho nên anh sẽ xét cái hàng xn cuối cùng. Ở đây vướng cái dấu cộng nè, cho nên nếu như mà anh để vòng lặp cho nó chạy đến nhỏ hơn bằng xn thì vậy ở cuối cùng nó lại dư ra một dấu cộng không? Đúng không? Cho nên anh sẽ không cho nó chạy đến nhỏ bằng, mà anh sẽ cho nó nhỏ hơn thôi. Còn cái trường hợp này sẽ làm ở đây.
tức là x trở đến hệ số lúc này là x trở tới n luôn. Ở đây là x trở tới n luôn. Ở đây bỏ dấu cộng đi. Đó, là xuất ra được cái đa thức. Và bây giờ anh viết hàm men, anh cấp phát bộ nhớ cho nó nè. Tạo ra một cái đa thức sao x bằng new cái đa thức ra. Delete hàng x đi. Chà, sao sao ARGV ha. Sao của mình cứ thói quen hoài một mình quá. Quên tầm bao. Rồi. Rồi, xong rồi ở đây là anh sẽ gọi cái hàm nhập đa thức vào. Của x vào. Xuất đa thức của x. Xong chưa? Rồi, bây giờ anh chạy thử lên cho các bạn coi thử nè. Ví dụ như nhập số bậc của đa thức đúng không? Giờ nhập bậc là 0 đi, báo lỗi, bậc phải lớn bằng 1. Giờ cho nó bậc 3 đi. Bậc 3 tức là hệ số nó chạy từ A0 tới A mấy? A0 tới A3. Rồi, nhập 1, 2, 3, 4. Nó sẽ ra được 1 nhân x mũ 0 cộng 2 nhân x mũ 1 cộng 3 nhân x mũ 2 cộng 4 nhân x mũ 3. Đúng chưa? Đây là nhập một cái đa thức. Và bây giờ các bạn làm tương tự cho cái đa thức thứ hai rồi bắt đầu tính tổng hiệu tích thương của hai đa thức đó. Dùng trước để làm. Các bạn còn nhớ trước không? Còn nhớ trước không? Đó, mình làm được cái bài này không? Đâu có khó đâu, cộng trừ thì quá dễ rồi ha. Cộng trừ là quá dễ rồi. Được ha, các bạn cố gắng làm bài này. Làm tổng hiệu tích thương của hai cái đa thức. Xuất kết quả ra cái dạng giống như vừa rồi của mình đó. Nhưng mà nếu được các bạn có thể làm cho mình tối ưu lại một chút bằng cách này. Bằng cách này. Ví dụ như á, x mũ 0 các bạn không cần. X mũ 1 các bạn bỏ chỉ số 1 đi. Được chưa? Vậy thì bây giờ tối ưu lại như thế nào trong cái hàm xuất nè. Ví dụ như y bằng 0 đúng không? Các bạn sẽ xét là ở đây y nó bằng 1 đi. À y bằng 2. Vậy thì 0 với 1 các bạn sẽ làm ở ngoài này. 0 với 1 sẽ làm ở ngoài. Căng nó tầm. Cái đó là không nên. 0 với 1 thì các bạn sẽ làm ở đây nhân với ở đây chỉ là hệ số thôi. Được không? Hệ số này là số 0. Rồi. Sau đó bắt đầu. Đó là nếu như mà cái này nó là lớn hơn 1. Tiếp tục C out ra tiếp. X trở tới hệ số 1 nhân cho x. Rồi lại cộng với. Đó, ví dụ mình làm thế này đi. Nhân x cộng với một cái gì đó. Vậy thì bây giờ thử làm lại cho coi. Nếu bây giờ mình để ra 3 1, 2, 3, 4 nó sẽ ra là à đúng rồi, ở trên này cộng với 2 nhân x. Ở trên này phải có dấu cộng với. Đúng không? Rồi, để lại 3, 1, 2, 3, 4 1 cộng 2 nhân x cộng 3 x bình cộng 4 x mũ 3 đó. Mình xuất ra cái dạng thế này. Đúng không? Nhưng mà đề phòng nha, cái trường hợp này mình làm đó là khi mà mình biết chắc chắn là nó lớn không, vậy mình xét trường hợp nếu x trở đến n mà nó bằng 1 đi. Nếu mà nó bằng bậc 1 tức là chỉ có một cái hàng x thôi. Tức là nó chỉ có một mình hàng x thôi. Vậy là có cái này vô đây. Bỏ dấu cộng ở đây đi. Được không? Còn ngược lại, tức là nếu mà x lớn hơn 1 á thì nó sẽ bắt đầu từ 2. Thì mình sẽ để này vô. Nếu mà nó bằng bằng 1 tức là có đường của 1 bắt đầu cộng hai cái này. Nếu mà khác 1 tức là lớn hơn 1 á thì bắt đầu từ 2. 2 bắt đầu sẽ có 0 1 2 ra. Thì chỗ này bắt đầu là 0 1 rồi 2 rồi. Chỗ này copy cái này vô đây. Xì ao quá ra. Đó, vậy thì bảo đảm nó sẽ đúng rồi. Các bạn cứ nhìn thử ở đây nè. Nếu mà nhập 1 đi, tức là hệ số 0 với 1, nó sẽ ra là 1 cộng 2 nhân x, đúng không? Từ từ chờ xíu không? Nhập 2, 1, 2, 3. Nó sẽ ra 1 cộng 2 nhân x cộng 3 x bình, đúng không? Đó, còn tương tự như vậy, nhập 4 chẳng hạn đi. 1, 2, 3, 4, 5. Nó sẽ ra 1 cộng 2 nhân x cộng 3 x bình cộng 4 cộng 3 cộng 5 x 4. Thấy không? Rồi các bạn ứng dụng cái bài này, các bạn vô làm tiếp cái tổng hiệu tích thương đi. Được chưa?
rồi. Cái đó mình